bốc mô tô nâng căn bị cọc hay mình đã lời rong ca hồi khá tại thị trang ca thay nít cư nơi gặp lâu bị đồng bờ thành đất nông sẵn cắt ở sân mình chơi tiếp mấy bà có bài sốc bà spiên thơ môi cả đông đi bóng bộ nợ bây mất bà vì môn kẻ hào spiên tay trả lời spiên thơ môi bà ấy xe mặt cách nhận cầu ba bóng rõ ba sẵn cắt ở sân mình chơi tiếp mấy lúc bàn trong mặt đó cô đang lãnh ca thay thay hay cả đấy đi bàn ca lãng nơi cả nạ vì lý mong bàm buôn nâng xe sắp bà nền tí bà bật ngay tí bụng bay bà khai với chữ cá cho nam bí bọn mà phải bay đi hay đại xa tại quát bác lá nói ruột đây chân quát lại kì xe lấy ôi giống bài sốc bọn trăm mê ca mau nó bọn nè bà trăm mê mau bà là dự cư nhé bà là bay anh chân quát cập vùng này chụp trăm sốc chân khôn khôn bác bó bà làng chuốc đây nâng mà tia nhà chánh nhà bày bà sát chuốc nâng món anh ấy sát đáy một tô tầm nang đây bôn nè bác bôm tô mình rong bố ấy bôn bôn là bây mất bà sát chuốc nâng nâng bôn bôn bà dân khơi bà là chơi nhà sát đáy một tô tầm nang á bôn bác bôn mình miên cruz nạ ấy hay toàn đại đồng ca khôi khát xong bà rẽ đôi chia một tô nâng bà quạt bốc hay à con bấy chạp răng à xí màu bị khói tiết của bà bốc tiết hay sát chọp càng chọp ấy đi ở khối càng cái bọc bôn mình bay sốc về bà càng càng cổ mê smack anh ấy smack dạ smack bà smack dạ bọc bôn bà càng rụt dân bỏ rốt ní hay đại xa tại quạt bà rung cha mê ca quạt màu bà đại xa quạt bạc bò lá này rồi dừng đấy chẳng khai khôi khát ấy bà mê ca quạt ở sài oi này cái nít chỉ cần này cruise này chỉ là cho đây là bằng co lang đòi rồi dừng ở đòi một tô bà đặt đã đặt cái nít bằng phone là play mất quạt ba cứ ắt mưa rồi dừng đây còn cùng để chụp shop nơi trong nơi plain shop bà trong ca đôn dương nít bà hay dừng cái nít plain shop bà plain shop spin thamo trong ca độ nít bà hay là một tô hay con bánh cái tàu ban lực và em đã châu khang ngay bằng phố là bây mất bà lực đã châu khang ngay hay rồi chứ nó có lại em châu khang đa sân bằng phố là bây mất bà dân khuyên bà chân bà có cả nợ mà đây trong giáp hay bàn phố vùng phót bà chi viên cầm ơi ở chuộc nợ hai ca cửa nạc đòi ở bèo vẹn hai ta mùi đầy dân khuất ca trong giáp tại cơ vì ca thái dương xa mặt cách nó có ba bó rõ đá ba sẵn cắt sân mình chơi tiết bay lục ban cho mà đá khô đá lại cắt hai thai hay một tàu con bay ní còn bay chả ní hế bóng hồn là bay mất hay chữ kiên và mặt thang và chân bôn bôn bạc bó cực bạc cổ rộp nơi cho bạc trả cho bạc cô chẳng học nếp bạc bó chi viên của mọi chụp hai ca bay mít cắt lang hay là rột dân krong bó rõ khẳng lưới nâng quạt bàn ép cho khang rung trăm mê ca quạt mau bà hay đám chôm nó cứ một tàu đặt cả đặt bọc bom bò ấy nó cứ một tàu đôi chìa D hai hai rồi còn âm D đấy bằng phone ba sắp đặt đáy một tàu đấy hay còn chưa là bọc bị còi và chôm cang này rồi chưa chưa dạ dạ mấy cái ôn chẳng men ôn đã bọc lan kia tỉ chẳng quá 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 hay đám chóm cả tha một tô quạt nắng cứ prang ngập xì và một tô con bay đĩa về tha lê giờ bay về mùi ăn đọc bẩm buôn sôn bay nắng bà gọi tha prang ngập xì hay có từ bốc bà mà chai ôn ban này mở bằng xuân thì mà một tô mày một tô bà là con thì thiếu rồi bây giờ tăng như tập tâm thì bà hôm nay nè ba pha xem nè bà
bà cho lắm mà chạy đọc giải nè mà chạy bà bà ຕ້ອງຄົນຕື່ເດີ້ຫືຕ້ອງຫຍໍ້ຕາຕາຫັ້ນຄູມັນໄວມື້ມັນຄູຈະດາຄືເຖົ້າກາດໄວບົກບັກໃສນັ້ນດີເນາະຫຍໍ້ມື້ໃບໃບຕາມຈັ່ງຈະຍົກຕະຄືອີ່ກັນຫືກໍໄດ້ຄູນລາ 11 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើកបមកកើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នយើងសូមធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញបាទមិនមែនម៉ូតូដេហាដកដាស់នេះគាត់ទៅបុកឡានក្រុងបរទេសគឺគាត់ឈប់ចាំស្តុបជាមួយនឹងរថយន្តខាងលើហើយគណៈពេលនេះអ្នកបើកបកង់3នេះបងប្អូននេះគាត់បានបុកម៉ូតូបាទដេហាបុកគាត់ដែលដកដាស់រួមពុំនេះហើយបុកចំពីក្រោយបាទខ្ទាតម៉ូតូគាត់នឹងទៅបុកបាទជាមួយនឹងរថយន្តក្រុង បាទហើយបាទស្អិតជាប់នៅនឹងតែម្ដងហើយម៉ូតូគាត់ស្អិតដែកបងប្អូនហើយបណ្ដាលហើយរថយន្តបាទក្រុងបោះរត់ហ្នឹងគឺរងការខូចខាតបាទផ្នែកកាងនៃរថយន្តបាទពីក្រោយតែម្ដងហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមិនមានអ្នកណារងរបួសទេគ្រាន់តែរងការខូចខាតសម្ភារៈទាំងសងខាងតែប៉ុណ្ណោះហើយដូចជាក្រដាស់នេះគាត់ថាខូចក្រដាស់គាត់ហើយ ខូចកែងខូចអីហើយយកទៅឲ្យគេគេអត់យកទេបាទហើយក្រដាស់គាត់មកដុំ24ដុល្លារបាទអញ្ចឹងមិនថាយើងប្រយ័ត្នយ៉ាងមែនតើបើកបអីជិះវៀងកំអយជួបនៅហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងហើយយើងឃើញថាធ្វើឲ្យខាតបង់បាទតាមចោមគឺម៉ូតូនេះផាសអេបនេះបាទផាសអេបនេះគាត់ចាប់ប្រាំងគាត់ថាចាប់ប្រាំងអត់ស៊ីបាទហើយក៏ជ្រុលតបុកម៉ូតូដឹកក្រដាស់បោះពុំបោះអីហ្នឹង រុញជុកជាមួយនឹងក្រោយរថយន្តនឹងតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរបស់រដ្ឋបាទរថយន្តក្រុងហ្នឹងបាទដឹកអ្នកដំណើរហ្នឹងបាទបាយស្តុបផ្នែកបាយកាងផ្នែកខាងក្រោយនេះគាត់អ្នកបើកបរដោយសារតែគាត់បើកបរឲ្យគេបាទអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចត្រូវមាត់របស់អាមេរិកាគាត់ត្រូវអីយ៉ាងដែរអញ្ចឹងគាត់សុំគាត់រងចាំអាមេរិកាគាត់មកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយគ្នាហើយ នេះតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកបើកបរផាសអេបគាត់ថាម៉ូតូគាត់នឹងគឺជន់ប្រាំងអត់ស៊ីហើយក៏ជ្រុលមកបុកម៉ូតូដេហាបាទចំពីក្រោយដឹកកដាស់បោះពុំហ្នឹងហើយបាទរុញខ្ទប់ជាមួយនឹងរថយន្តដែលគាត់កំពុងតែឈប់សតខាងលើនេះបាទអរគុណប្រិមិត្តហើយឥឡូវនេះពាក្យទាំងពីរខាងលើកំពុងតែធ្វើការសម្រមរោដោះស្រាយគ្នាមួយជំហានសិនគណៈដែលសមាជិក នគរបាលពោះរដ្ឋបាលសង្កាត់សឹងមានជ័យទី3លោកបានចុះមកដល់គោដៅកន្លែងកើតហេតុហើយបានធ្វើការគូសវាកុំឲ្យមានការកកស្ទះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវខាងលើនេះបាទសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នាបាទបងសូមមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតជៀសវាងកុំឲ្យជួបនៅហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងហើយទីមចប់យើងសូមគោរពជូនពរបាទសម្តេចដើមលំទាវអ្នកអាជ្ញាអស់លោកលោ
សូមអរគុណសូមគោរពលា